Chào các bạn trở lại. Thể Toàn xin chia sẻ xem phong thủy cho người nghèo khó như thế nào. Ví dụ một trường hợp cụ thể, xin chư vị mở lòng đón nhận. Vài người bảo, phải có nhiều tiền mới có thể xem phong thủy. Thế là họ dù rất muốn nhưng lại ngại liên hệ. Khác nào lòng muốn đi đến điểm A nhưng chân lại chùn bước. Có người lại bảo phong thủy là mê tín. Phong thủy làm sao thay đổi được nhân quả? Nói như thế, có phần đúng và có phần chưa thông đạt. Thế thì, người không có tiền có thể dùng phong thủy thay đổi cuộc sống được hay không? Phong thủy có thật sự là mê tín không? Khải Toàn xin chia sẻ trong bài này. Vấn đề không phải tiền nhiều hay tiền ít, tùy thuộc vào phước đức nhân duyên của mỗi người. Có tìm được vị thầy phong thủy phù hợp hay không? Bản thân có tự tu sửa để giảm nghiệp hay không? Dùng phong thủy là một phương tiện. Phương tiện này giúp cân bằng từ trường trong ngôi nhà hay bản thân. Ngày ngày dụng công tu dưỡng tâm tánh, giúp tâm lượng rộng mở. Lượng rộng lớn thì phước mới lớn. Không chỉnh sửa tâm tánh, không mở rộng tâm lượng, dù giàu hay nghèo, phong thủy không nhiều tác dụng. Những vị tìm đến Khải Toàn, những vị từ nghèo khó đến giàu có, cảm thọ được phương pháp Khải Toàn hướng dẫn và chia sẻ, đó là phước duyên của Khải Toàn, giúp được các vị ấy thay đổi về phong thủy, về tư trường, ví như phước chủ mai thầy. Trong lúc khốn khó, con người tìm nhiều cách để thoát khổ, tìm người thân, tìm bạn bè, tìm phong thủy và cả cúng bái cầu thần. Tất thảy chỉ mong vượt qua giai đoạn gian khó. Chư vị có thể dùng bất kỳ phương tiện nào, phương pháp lành nào không tổn hại đến người, vì tổn người là hại mình. Tuy nhiên, tìm bất kỳ phương tiện nào mong vượt qua khó khăn chỉ là tạm thời, không phải cứu cánh. Dù chư vị có được thần Phật gia hộ cũng khó lòng thoát ra khỏi. Những gì ta nhận lại là hôm nay là quả, còn xem lại nhân trước kia là gì. Phương tiện cứu cánh không thể nghĩ bàn, là đầu tư vào tâm thức, tu dưỡng ba nghiệp thân, miệng, ý. Một vị gia chủ ngoài 40 ở quận 4 liên hệ, mời Khải Toàn đến xem phong thủy nhà. Như thường lệ, Khải Toàn xin ngày tháng năm giờ sinh và vài thông tin của căn nhà. Sau một buổi xem qua thông tin, khả năng vị này dùng phong thủy thay đổi rất là ít. Thông thường trường hợp như vậy không thể nhận xem. Tuy nhiên Khải Toàn vẫn mở lòng hẹn đến khảo sát và trò chuyện, vì vị ấy còn một ít cơ hội cho cuộc sống tốt hơn. Nhà anh ở quận 4, diện tích khá nhỏ, trong một con hẻm sâu, nhiều người ở và quá nhiều đồ đạc. Khi diện tích nhỏ khó lòng phân cung và bài trí. Đồ đạc nhiều không chỉ ngột ngạt, đồ để lâu không dùng phát sinh khí khuẩn. Phong thủy tốt là sạch sẽ, ánh sáng và không khí đủ. Anh chia sẻ 2-3 năm trước, công việc đi xuống, sức khỏe kém. Sau một cơn bạo bệnh, chân tổn thương, việc lên xuống cầu thang rất khó khăn. Từ ấy mới thức tỉnh. Ngoài việc tập ăn uống chừng mực, bỏ bia rượu, tập ăn chay và thường xuyên đọc kinh niệm Phật. Sau một thời gian, sức khỏe và tinh thần có phần tốt hơn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sức khỏe kém, không đi diễn ở sân khấu, việc làm trong ủy ban phường cũng thuyên giảm. Con người ta khi sức khỏe kém không chỉ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tinh thần và rất nhiều việc khác. Sau khi trò chuyện và đi một vòng quanh nhà, Khải Toàn dành vài lời khuyên. Xem qua sinh thần bát tự của anh đang trong 10 năm cuối, đang trong năm cuối của 10 năm đại vận vô cùng kém. Việc xảy ra là ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc là đúng với mệnh. Anh đang ở đại vận dần, gặp năm dần trước kia, đó là đại nạn.
Tuy nhiên đã vượt qua được, còn xem đây là phước. Việc bản thân anh tự tu dưỡng tâm tánh, tự ăn chay để dưỡng thân. Đọc kinh niệm Phật là một phương tiện kỳ diệu cho tâm và thân, làm tự mình thay đổi vận mệnh của mình. Hy vọng anh tiếp tục giữ những điều lành này. Về phần nhà cửa, tọa độ nhà gần Phạm Như Xuất Quái. Nhà diện tích nhỏ, đồ đạc nhiều, tầng trên lại cho người khác thuê. Tất cả những điều ấy rất khó để chỉnh theo phong thủy, vì thế không thể nhận xem giúp anh được. Phòng ngủ của anh quen mùi vị, người lạ vào sẽ choáng ngợp vì mùi ẩm thấp và mùi thuốc men. Những không khí ẩm này rất có hại cho sức khỏe và tâm trạng thiếu phấn khởi. Việc đầu tiên, anh cần vệ sinh lại không gian sống, giữ sạch sẽ, không mùi, ngày ngày nghỉ lành làm lành. Từ đó sẽ có nhiều cơ hội tạo từ trường lành cho ngôi nhà. Đó chính là phong thủy tốt. Vị gia chủ ấy biết đến Khải Toàn thông qua vài anh nghệ sĩ và cả kênh YouTube. Dù tài chính khó khăn, sức khỏe kém, nhưng anh vẫn nỗ lực thay đổi vận mệnh bằng nhiều phương pháp lành. Dù không xem chi tiết phong thủy, anh vẫn rất cảm ơn Khải Toàn thông qua những khuyến nghị. Tóm lại, dù giàu có hay nghèo khó, dùng phong thủy là phương tiện. Hiểu được như vậy không phải mê tín. Phong thủy là môi trường, vạn vật đều có từ trường. Chúng ta bị từ trường chi phối. Cũng như đọc kinh, niệm Phật là phương tiện cho tâm. Tâm ý biết giữ ba nghiệp thân, miệng, ý. Nếu chư vị muốn tìm phong thủy để thay đổi, nhưng ngại chi phí, ngại phát sinh, đó là do chưa đủ niềm tin. Điều này có thể thông cảm được. Nhưng nếu các vị muốn cải biến vận mệnh tốt hơn, muốn gia đạo con cái tốt hơn, muốn có được phước báo về tài lộc và trí tuệ, hãy nhất tâm đầu tư vào Phật Pháp. Hãy nghiêm túc học Phật và hành thiền hướng thiện. Đó chính là sự đầu tư mang lại cho bạn những điều tốt đẹp ở ngay sau. Trồng nhân lành sẽ có quả thiện. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.